chứ không phải là gọi là làm hiêu lờ, nó chỉ đơn giản là tôi tiếp xúc khách hàng này khách hàng kia đâu đó. Về sau mà mọi người đi thông minh á, chúng ta phải có những cái tệp file khách hàng riêng, nói về điều gì, mỗi người như nào, nốt như nào, người này làm như nào, cái cách cách thức để chúng ta rút kinh nghiệm ra sao, nó phải có hết. À, kể cả những cái buổi dạy này là nó cũng rất chi tiết này. Các anh chị sau này mấy anh chị đi sâu hơn cùng tổ chức ESO thì mình sẽ hỗ trợ mọi người về điều đấy. Làm nó phải chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp thì đừng làm. Đó. Còn những cái nào mà cần chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp, những cái nào mà không không cần thiết thì thôi bỏ qua nhá. Nó số 7 này. Nó số 7 là cái mà chúng ta rất rất lên tu tập. Đây là cái việc chúng ta tu tập để hướng tới, tức rằng là khai mở thằng số 7, bởi vì thằng số 7 khai mở thì bắt đầu trí tuệ nó vào rất nhiều. Chúng ta sẽ tải được rất nhiều thông tin từ trên xuống. Thậm chí rằng chúng ta phải nói về một cái điều chưa từng biết. Đó. Chúng ta nói rất hay, nói rất ví dụ như mình rất hay nói với mọi người này. Đúng không ạ? Rất hay nói với mọi người rằng là trong đầu mình không nghĩ gì cả. Đó, kể cả dạy cho mọi người nó không phải là dựa theo những cái này có sẵn đâu, mà tự dưng đến thời điểm này nó mồm mình nói ra như vậy. Đó, nó giống như một cái đài FM ấy. Thực ra não chúng ta là một cái bộ máy thu phát. Não chúng ta là một bộ máy thu phát. Để hiểu được điều này. Đó. Thì chắc là sẽ tặng cho mọi người một cuốn sách, nhưng mà tôi để sau này đã xem mọi người có hứng thú không đã. Đấy. Tạo mọi người cuốn sách để mọi người hiểu được rằng là cái quyền năng tư tưởng chúng ta cực kỳ lớn. Chúng ta có đủ quyền năng để chúng ta điều khiển tất cả mọi thứ. Và trong cuốn sách đấy nó chứng minh được rằng là chúng ta đang tiếp nhận cái thông tin từ bên ngoài, và chúng ta biến những thông tin đấy trở thành hiện thực trong cuộc sống mình. Mặc dù cái đấy nó cách đây hơn 100 năm rồi, nhưng nó rất hay. Mình đã đọc cách đây 2 năm rồi. Mình cũng là đứa hay hay đọc sách tìm hiểu. Để sau này đó, có để bao giờ thôi, cố gắng là cái khóa này lên là 200 người đấy, sẽ đưa cho một cuốn sách đấy, rất hay. Được chưa? Thì thằng số 7 này là thằng rất quan trọng, bởi vì thằng số 7 này là cái thằng sẽ giúp chúng ta nhận thức được về tâm linh, chúng ta cảm nhận được. Ông số 7 này, ông số 7 này phát triển nhá, các anh chị sẽ cảm nhận được luôn được rằng là có những người đang giúp đỡ chúng ta, có những cái vị thầy tâm linh, có những cái đấng gọi là đấng sáng tạo, có những thiên thần, thậm chí rằng là chúng ta cảm nhận được higher self của mình. Đó. Mình rất hay nói chuyện với bản thân bên trong đầu. Thậm chí là có một vài trường hợp mà mình sử dụng một vài cái chất gọi là chất thức thần. Đó. Mình bắt đầu nói chuyện, trò chuyện rất nhiều giọng nói trong đầu. Mình biết đấy chính là mình. Chúng ta có một đội nhóm rất rất đông. Biểu tượng của nó này, biểu tượng của nó tượng trưng cho mặt trăng tròn. Đó, là một biểu tượng của sự cởi mở, là một biểu tượng của sự thức tỉnh, là một biểu tượng của, mới biết của cái gì không ạ? Của tiềm thức. Đó, mặt trăng nó là biểu tượng của tiềm thức. Mặt trăng chính là biểu tượng của tiềm thức. Đó, ngàn cánh hoa sen này tượng trưng cho sự kết nối với thần thánh, sự hợp nhất tất cả mọi người. Đó, hoa sen tượng trưng cho thịnh vượng, vĩnh cửu và những cái đó không thể thiếu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về cái biểu tượng. Tại sao lại nói thằng số 7 này là thằng hoa sen? Thực ra tất cả các bông hoa, tất cả các lân sao đều là hoa sen. Những cái này mà ghi chép vào nhau không có sách bảo nó nói đâu. Thực ra ở trong nhiều nền văn hóa họ đều rất tôn thờ hoa sen. Phật giáo này, Hindu giáo này, họ đều tôn thờ hoa sen. Hoa sen nó thuộc về cái nền văn hóa của Đông Nam Á nhiều nhiều hơn. Và hoa sen nó đại diện cho sự tinh khiết, sự thuần khiết. Mọi người chắc mọi người nghĩ về điều ấy, mọi người hiểu không ạ? Tại sao chúng ta lại 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 để sen ở trên bàn thờ thứ đúng không ạ? Tại sao trưng sen, chúng nhìn vào sen chúng ta cảm thấy lòng mình rất dễ chịu đúng không ạ? Chúng ngửi hương sen đấy. Thực chất cái sự phát triển bông hoa sen á, nó gắn liền với bảy luân xa, và thằng số 7 này chính là bông hoa đó. Hoa sen nó phải đi từ bùn, không có bùn không bao giờ hoa sen. Cũng như vậy, chúng ta phải đi từ thế giới vật chất, chúng ta phải đi từ những sự nóng giận, từ những cái điều vô minh, chúng ta mới bắt đầu đi điều minh đúng không ạ? Minh là gì ạ? Minh chính là ánh sáng đúng không ạ? Mình chính là cái điều rõ ràng. Thì chúng ta phải đi từ bùn mới bắt đầu chạm được vào bông hoa trắng, bông hoa hồng tuyệt đẹp bên trên. Nó phải đi qua những cái chu trình gì ạ? Nó phải bắt đầu đi từ trong bùn, bắt đầu đi ngang qua nước, bắt đầu đi dần lên đến khu vực bên trên, là nó mới bắt đầu nở hoa ra. Và luân xa gốc, root chakra, mọi người biết là cái gì không ạ? Chính là cái ngó sen. Ngó sen nó cắm sập sâu ở trong, thật sâu ở trong bùn đó. Và tất cả mọi thứ của bông hoa sen nhá, nó đều có tác dụng riêng của nó đi dần dần qua, nó đi từ nơi không có ánh sáng đi dần lên, tức rằng là chúng ta không thể nào bỏ qua những cái thằng luân xa gốc được.
mà dù anh bắt buộc phải đi con tàu lân sơ cộng. Thì về sau ấy, thì khi tất cả mọi thứ nó ổn định rồi thì ông số 7 tức rằng là cái bông hoa nó bắt đầu nở ra được, còn không là nó sẽ không nở được đâu đó, được chưa nào? Thì cái ý nghĩa của những cái bông hoa ấy, nó chính là 7 cái luân xa này nó chính là một cái bông hoa, nó sẽ lớn và nó tập trung toàn bộ mọi nguồn lực để vươn từ cái khu vực gọi là cái khu vực của tăm tối của đời mình, những khu vực mà thuộc về cái thế giới vật chất, chúng ta vẫn còn đang tham sân si, chúng ta vẫn còn đang tham danh tham lợi tham tiền đúng không ạ, tham tình, chúng ta vừa thoát khỏi nó, đưa hết tất cả những năng lượng đấy vào trong bông hoa bắt đầu mở bung ra đó. À, chúng ta có thể sử dụng tiền để chúng ta tiếp cận với cả cả những cái trí thức đúng không ạ. À, chúng ta có thể sử dụng cái nguồn lực của cái gì ạ, chúng ta có thể sử dụng cái nguồn lực của cái tính dục, của cái tình dục, để chúng ta tăng được sức sáng tạo, để chúng ta kết nối được, để chúng ta giác ngộ được. Chúng ta sẽ sử dụng được cái con số 3 ấy, chính là cái sự quả quyết, cái sự dũng cảm, cái sự can trường, tin tưởng vào bản thân mình để đi sâu hơn vào cái chân lý giác ngộ, và đi dở lên tất cả mọi nguồn lực chúng ta tận dụng hết để chúng ta đi lên. Và số 7 chính là cái thằng là đi lên. Thì trong nhiều trường phái, nhiều tôn giáo thì ông số 7 này không được coi là một trong những cái luân xa thuộc về về cơ thể, bởi vì nó vừa thoát ra khỏi tất cả mọi thứ, nó vừa thoát ra khỏi cái thế giới dưới này đó. Có nhiều trường phái họ nói bảo là à, luân xa số 7 nó không ở trên đỉnh đầu đâu, nó nằm trên bên trên một tí đó, và luân xa số 7 nếu mà người ta chạm được, người ta đã mà bung hết tất cả rồi, họ đã giác ngộ rồi đó. Nên là mọi người biết tại sao rằng là những cái đấng ấy, cái bậc ấy, mọi người không ạ, bậc ví dụ như là Đức Chúa chẳng hạn, hoặc Đức Phật chẳng hạn, hay là bậc Bồ Tát chẳng hạn, nó luôn có một cái vòng này đó, nó có một vòng này đấy, xong rồi là ánh sáng quang chia 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 từ đầu ra này. Tại sao như vậy? Bởi vì liên quan đến khu vực số 6 số 7, chính là cái vòng hào quang đến từ số 6 số 7. Hồi xưa mọi người biết cái màu của luân xa số 7 là cái gì không ạ? Chính là màu trắng. Màu trắng tức là cái màu nó vượt qua ngoài 7 7 cái màu sắc. Màu trắng là vượt qua ngoài 7 màu sắc, là nó thuộc là pha trộn của tất cả các màu. Và khi người ta nhìn màu trắng, người ta không nhìn được anh sẽ chắc không nhìn được, là người ta lóa, thế là họ à, hình dung là có những tia sáng đi qua và bắt đầu là nó người ta vẽ lại đó. Thân chúng ta là thân gì ạ? Thân chúng ta là thân ánh sáng đó. Ở một vài bên thuộc về mật tông thì họ nói là thân chúng ta là thân cầu vồng, tức rằng là những cái quan bậc cao tăng, bậc đắc đạo khi họ chết họ sẽ biến thành cầu vồng, và có rất là nhiều hiện tượng lạ chính là các thân cầu vồng. Nhưng ở về sau thì người ta nói rằng là thân chúng ta là thân ánh sáng đúng không ạ, chúng ta là love and light thế ạ. Đó, đúng không ạ? Chúng ta chính là ánh sáng và tình yêu đấy. Bản chất chính xác là như vậy. Bây giờ mọi người gõ lên trên Google này, bây giờ chỉ cần Google thôi, người ta đã chứng minh được rằng là các những cái ADN của chúng ta, DNA ấy, ADN DNA đều giống nhau hết. Đều nó là các phân tử photon ánh sáng. Cứ Google đi, đọc tìm hiểu từ khóa đi. Chúng ta chính xác là các ADN chúng ta được cấu tạo từ ánh sáng. Bản thân chúng ta được cấu tạo từ ánh sáng. Nhưng tại sao ánh sáng đậm đặc nó biến thành như này thì khoa học nó không đi sâu đó. Nên là chúng ta đang làm rất nhiều thứ, kể cả việc là chúng ta ăn nhiều thịt quá, và những thịt đấy, và bản chất thịt nó không có bệnh tật gì cả, nhưng mà những cái nuôi cái thịt đấy thì nó có bệnh tật, và chúng ta đang nạp rất nhiều vào người, và chúng ta chấp nhận thôi đúng không? Và bao giờ chúng ta cơ thể chúng ta nó từ chối rồi, nó thanh cao quá, từ chối tất cả những độc tố, ăn một miếng thịt là nó biết ngay, nôn ra ngay, nó từ chối hết nha. Đọc cái phần rồi, cảm ơn anh chị đã thực hành, anh chị cứ thực hành đều đặn thì sẽ khác nha. Đúng rồi, cái việc tự nói chuyện, là một phần nhé, cái việc viết, cái thiền viết, cái việc viết chữa lành cực kỳ quan trọng. Sau này thì mình sẽ yêu cầu một chị học viên của mình, sau này chị đã chắc chắn là chị sẽ tham gia vào cái khóa có Healer rồi đấy. Mình sẽ yêu cầu chị lead những cả một cái chị quản lý những cái dự án để viết chữa lành. Khi mọi người nhận ra viết chữa lành là chữa lành cho bản thân mình rất nhiều, mọi người sẽ thấy rằng là nó rất hay. Thậm chí viết chữa lành cho à, chúng ta không cần thật thiết phải viết về những cái không cần thiết phải viết về những cái ý nghĩ trong đầu mình đâu. Thậm chí mình thiền viết, tức rằng là mình viết tụng kinh, viết kinh các chú nó cũng rất tốt. Ok, được rồi, đi tiếp này. Nha, mọi người hiểu cơ bản về ông số 7 nha. Số 7 chính là một cái luân xa rất quan trọng.
nhưng mà lại không quan trọng bằng những cái đằng kia. Bởi vì nếu chúng ta khai thác được toàn bộ cái khả năng của số 7, tức là về cái sự tri thức, thì chúng ta chính là một đấng toàn giác ấy, toàn giác tôi biết hết, toàn tri, toàn giác. Đó. Màu tím thì thằng số 7 nó có mấy màu nhá, nó có màu sáng, màu màu tím hoặc là màu màu trắng. Đấy, ví dụ là màu trắng ở đây. Màu tím ví dụ là số 7 này, sau này chúng ta học về tí nữa, nếu tí có thời gian học về đã. Ông số tím, ông tím này cũng làm được thằng số 7. Được chưa? Thằng thầy anh trắng này cũng giúp được thằng số 7. Mà tím với trắng là những cái đá mà nó gọi là master crystal, tức rằng là những cái viên viên tinh thể chủ á, đấy, kiểu kiểu như thế. Được chưa? Cái đối với cơ thể này, sỏi não, da, tuyến tùng này, chúng ta có thời gian chúng ta search từ tuyến tùng ở trên mạng, hoặc là chúng ta search tuyến tùng bằng bằng tiếng Anh ấy, mọi người sẽ đọc được rất nhiều thứ nhá. Như là tuyến tùng viết như này thì phải. Đó, đọc rất nhiều thứ, rất hay đấy. Và càng tìm hiểu càng thấy mê, nhưng mà có những cái nào nó kéo mình nhiều quá nhá thì thôi dừng lại, chân chạm đất đã. À, nó kéo bắt đầu nó kéo về những cái thuyết âm mưu, nó kéo về những cái thế lực đằng sau thì bỏ qua đi nhá. Rồi. Đấy, Đức Phật giác ngộ này. Trong tất cả số liên quan đến những cái vấn đề về tâm linh, liên quan đến những cảm xúc tâm linh, liên quan đến những cái thuộc về trực giác. Được chưa? Ý nghĩa tâm linh là sự hợp nhất với cả đứng bên trên, hợp nhất với tất cả, hợp nhất với vạn vật. Đó. Hôm qua mình có nói chuyện với một chị học viên bộ Moriki, chị bảo là không hiểu sao được gần đây là khi mà chị thực hành, chị học cấp độ cơ bản thôi, thì chị rất là hay là chị cảm nhận được tình yêu với vạn vật. Đó, chị yêu tất cả mọi thứ, từ cái cây, gọn cỏ, con cá, ngay sau khi chị thực hành. Nhưng mà chị đến rất nhanh, rồi đến đúng một đoạn này xong rồi hẹp mất. Đó. Nó bắt đầu là cái năng lượng khi bắt đầu đi đẩy lên, nó bắt đầu chạm được vào. Đó, bắt đầu mình cảm thấy có sự kết nối tất cả. Được chưa? Đó, nó bắt đầu sự kết nối với tất cả. Nhưng mà nó phải có thời gian. Đó. Thì ông số 7 này khi mà nó phát triển ấy, mọi người sẽ được download rất nhiều thứ, tức rằng là các ý tưởng liên tục đến. Nó liên tục đến, thậm chí là chúng ta bắt đầu kết nối với cả những cái thực thể tâm linh ở bên ngoài chúng ta. Nhưng ông nào mà lớp số 7 phát triển ấy, thì đi vào trạng thái thôi miên rất dễ. Bởi vì bản chất nó đã có một cái sự kết nối đường truyền dẫn hoặc là cái đường truyền dẫn sẵn có rồi. Thì khi mà chúng ta thôi miên ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái năng lượng của mình để đưa vào bằng giọng nói và thông qua cái âm tiết, chúng ta đẩy năng lượng vào người kia để cho người ta đi vào một trong cái chiều khác. Lượng tử tức rằng là những cái chiều không gian rất nó đi vào các chiều không gian, các dimension khác. Và ở các chiều không gian đấy thì nó bắt đầu có nó có thần thánh, chúa Phật, nó bắt đầu có những cái gọi là thượng đế. Đó. Nhưng nếu mà trong thế giới vật chất chúng ta chẳng hạn thì những cái điều đấy không hiện thực, bởi vì nó chưa không nhìn thấy, không cảm nhận thấy. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phát triển về tâm linh, chúng ta bắt đầu cảm nhận được rất rõ ràng. Nhưng mà những cái vấn đề đấy thì đôi khi chúng ta nói ra nó lại hơi liên quan nhiều đến tôn giáo một chút, nên là mình không muốn chia sẻ. Niềm tin tôn giáo là một trong những niềm tin rất quan trọng. Chúng ta cứ giữ vững niềm tin tôn giáo của mình. Yeah.